Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn nội dung bài thứ 5 của khóa học 3D Max cơ bản. Trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ về EXPOLY, phương pháp dựng hình lớn đầu tiên với đối tượng 3D. Như mình đã giới thiệu với các bạn học viên từ buổi trước, đó là trong 3D Max chúng ta có 3 phương pháp dựng hình lớn. Phương pháp đầu tiên đó là dựng hình với đối tượng 3D, phương pháp thứ hai là dựng hình với đối tượng 2D và phương pháp thứ ba là dựng hình bằng vật liệu. Trong suốt cái khóa học 3D Max cơ bản chúng ta sẽ đi lần lượt cả 3 cái phương pháp dựng hình lớn đó. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người phương pháp đầu tiên, EXPOLY. Và đến bây giờ thì EXPOLY vẫn là một phương pháp dựng hình rất là mạnh. Có thể nói là với EXPOLY chúng ta có thể dựng được gần như mọi thứ có trong thực tế rồi. Được chưa? Và EXPOLY này nó cũng chính là một cái điểm mạnh của 3D Max so với các cái phần mềm dựng 3D khác. Mà các có một số đối tượng phức tạp ấy, chúng ta khó khăn trong việc dựng, các phần mềm khác thì 3D chúng ta sẽ dựng hết. Và để cho khóa học được hiệu quả thì với các bạn nghiên cứu online bằng video như này thì nên có những cái sách vở và ghi chép lại một chút cho việc học được hiệu quả hơn. Dạ. Trong suốt quá trình nói này mình sẽ nói và hướng dẫn mọi người hiểu, và sau đó các bạn có thể pau lại cái video và có thể làm luôn trên máy của mình cho nó nhớ. Bắt đầu vào nội dung EXPOLY thì mình cũng có giới thiệu EXPOLY là một cái lệnh dùng để hiệu chỉnh đối tượng 3D rồi. Dạ. Khi mà các bạn mới mở 3D Max lên thì chúng ta thấy ở cái giao diện 3D Max bên phải này, đây chính là những cái đối tượng 3D này. Đấy. Standard Primitive tức là các đối tượng 3D nguyên thủy, chúng ta chỉ có 10 đối tượng cơ bản này thôi. 10 đối tượng cơ bản này là gì thì buổi trước mình đã hướng dẫn rồi, và các bạn mới làm quen có thể tự vẽ ra cũng biết nó là cái gì rồi. Thế vậy thì đây mới chỉ là những đối tượng 3D nguyên thủy thôi. Nếu như chúng ta muốn dựng những cái hình phức tạp như là ô tô, xe máy, bàn ghế, máy tính, vân vân, nhà cửa thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ những đối tượng 3D nguyên thủy này. Đó. Và EXPOLY chính là một lệnh rất là mạnh dùng để các bạn biến đổi từ những đối tượng 3D nguyên thủy này trở thành những đối tượng 3D dạng phức tạp. Các bạn có thể quan sát trong giáo trình mình đã hướng dẫn này. Chúng ta có hai cách để chuyển đổi một đối tượng 3D sang dạng EXPOLY, tức là dạng để hiệu chỉnh rồi. Đấy. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ chọn đối tượng và modify, và trong bảng modify ấn E. Ấn E mục đích là để các lệnh bắt đầu chữ E nó hiện ra thôi. Và chúng ta chọn lệnh EXPOLY. Được chưa? Đây mình có thể làm thử, chọn đối tượng này và modify này. Được chưa? Modify tức là hiệu chỉnh, chỉnh sửa. Trong modify list đây chính là danh sách các lệnh dùng để hiệu chỉnh đối tượng 3D. Đấy, các bạn tích vào đây. Đấy, nó ra rất nhiều lệnh, ấn E. Chúng ta phải chọn lệnh EXPOLY luôn rồi. Và các bạn sẽ thấy là đây là một cách để dùng cái lệnh EXPOLY và hiệu chỉnh cho đối tượng. Cách thứ hai chúng ta sẽ dùng, và cách thứ hai mới là cách dùng phổ biến nhất và nhiều nhất. Bởi vì hai lý do, một nó nhanh hơn và thứ hai là bảng lệnh đầy đủ hơn. Chúng ta chọn đối tượng, tích chuột phải và chọn convert to, chọn convert to edit table poly. Được chưa? Đấy, mình có thể làm luôn. Các bạn chọn đối tượng này, tích chuột phải này, chọn convert to này, chọn convert to edit table poly. Bạn hiểu không? Như vậy khi các bạn convert sang cái này thì các bạn thấy cái bảng lệnh ở bên này. Đấy, thì nó thành edit table poly rồi, và đối tượng bóc ở phía dưới nó sẽ mất luôn. Được chưa? Cái lệnh bóc ở dưới nó mất luôn, bởi vì nó sẽ chuyển thẳng đối tượng này sang dạng poly để hiệu chỉnh rồi. Đó. Thế vậy nhiều người thắc mắc là vậy hai cái cách chuyển này thì bảng lệnh có gì khác nhau không? Thực ra là có một chút. Ví dụ các bạn quan sát nhé. Ở đây mình chỉ làm ví dụ để mọi người hiểu thôi, chứ còn thực ra chúng ta luôn luôn dùng cách thứ hai nhé. Ví dụ ở đây là mình dùng bend, mình bẻ cong đối tượng ra đi. Đấy. Mình cong ra một đối tượng khác này. Ok. Với đối tượng đầu tiên mình dùng cách thứ nhất nhé, và modify list này, ấn E này, chọn EXPOLY. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là khi mà lệnh EXPOLY sinh ra nhé, thì các lệnh ở phía dưới nó vẫn còn, và các bạn có thể quay ngược trở lại các lệnh phía dưới để hiệu chỉnh. Được chưa? Để hiệu chỉnh. Đó. Đấy. Sau rồi quay trở lại EXPOLY để chỉnh tiếp, đúng không? Với đối tượng thứ hai, bây giờ mình nói mới dừng lại lệnh bend nhé. Bây giờ mình tích chuột phải, chọn convert to, chọn convert to edit table poly, thì nó sẽ convert thẳng sang poly và những lệnh cũ sẽ mất. Được chưa? Nghe thì có vẻ như là cách đầu tiên hiệu quả hơn bởi vì nó giữ lại được những lệnh dưới. Nhưng sau này các bạn dùng EXPOLY rồi, các bạn sẽ hiểu rằng là khi chúng ta đã hiệu chỉnh dạng EXPOLY, gần như không bao giờ mình quay trở lại thì mình hiệu chỉnh như thế này nữa. Rất ít khi. Được chưa?
Cho nên chúng ta dùng phổ biến là cách thứ hai là con vứt thẳng nó sang edit poly. Được chưa? Đó là hai cách để chuyển những đối tượng 3D sang dạng edit poly. Tiếp theo, ở bích trên này mình có nói này là nếu như mà các bạn học khoa kiến trúc, các bạn đã học cái môn gọi là môn cơ sở tạo hình, thì trong môn cơ sở tạo hình nó sẽ nói về ba cái yếu tố tạo hình chính, được chưa? Đó là điểm, điểm này, đường này, và mặt. Thì điểm là đơn vị tạo hình nhỏ nhất và không có thể tích. Khi cho điểm di chuyển theo tuyến, chúng ta sẽ được đường. Khi cho đường di chuyển theo một tuyến, chúng ta sẽ được mặt. Và mặt di chuyển theo tuyến, chúng ta sẽ được khối. Đây là nguyên lý tạo hình cơ bản đầu tiên. Thế vậy các bạn có thể tự động suy ra rằng nếu như mà chúng ta chuyển một đối tượng 3D sang dạng edit poly, chúng ta sẽ cần ít nhất là 3 cấp độ. Dạ, 3 cấp độ điểm, đường, mặt. Nhưng ở đây các bạn thấy có tận 5 cấp độ. Lý do tại sao nó lại có 5 cấp độ thì các bạn có thể quan sát giáo trình. Chúng ta có 5 cấp độ đây. Đầu tiên là cấp độ vertex, cấp độ điểm. Dạ. Cấp độ thứ hai là S, là cấp độ cạnh. Cấp độ thứ ba là border, đó là đường bo. Thực ra thì border nó là tập hợp của nhiều cạnh thôi. Cho nên nếu như chúng ta nắm chắc về S, chúng ta hoàn toàn có thể làm được về border. Dạ. Và chế độ thứ tư đó là polygon, chế độ mặt. Chế độ thứ năm element, chế độ khối. Và khối thực ra là tập hợp của nhiều mặt. Và nếu như chúng ta nắm được polygon, chúng ta sẽ nắm được chế độ element. Được chưa? Cho nên xét cho cùng thì nó vẫn chỉ có ba cấp độ chính và quan trọng nhất, đó là polygon là mặt, S là cạnh và vertex là điểm. Được chưa? Nó vẫn chỉ có ba cái yếu tạo hình chính này thôi. Đấy, còn border và element là các chế độ mở rộng của S và polygon. Đấy. Và khi các bạn convert một đối tượng sang dạng edit poly thì nó sẽ chia ra thành 5 cấp độ như thế này, và chúng ta sẽ phải làm việc với 5 cấp độ này một cách rất là chi tiết. Ở đây các bạn có thấy mình ghi là số 1, 2, 4, 5 ở đây. Ở đây thì không chỉ nói về thứ tự đâu, mà mình nói luôn về phím tắt. Nếu như các bạn muốn ở chế độ vertex, các bạn ấn số 1 hoặc tích vào chế độ vertex đây. Các bạn muốn ở chế độ S là cạnh thì các bạn ấn số 2 hoặc vào chế độ cạnh. Thực ra thì nếu mà về sau làm quen và chuyên nghiệp, các bạn nên dùng phím tắt thì sẽ tốt hơn. Ví dụ ấn 1 này, vào vertex này, 2, S, 3, border, 4, polygon, 5, element. Được chưa? Đó là phím tắt. Các bạn nên dùng phím tắt nhé. Hãy có một cái thói quen tốt ngay từ đầu. Bởi vì là sau khi mà thói quen nó không tốt thì sửa lại thì rất là khó. Ở đây mình lưu ý thêm, đó là khi ví dụ mình đang chọn đối tượng này và mình đang ở một cấp độ con của đối tượng đó, các bạn sẽ không thể chọn được đối tượng khác bên ngoài. Được chưa? Bây giờ muốn chọn được đối tượng này, các bạn phải thoát cấp độ con của đối tượng này đi. Thoát cấp độ con có nhiều cách. Cách nhất các bạn có thể tích trực tiếp vào đây. Tích trực tiếp vào cái chế độ các bạn đang chọn thì tự động sẽ bỏ chọn. Đấy, thì các bạn sẽ có thể quay ngược trở lại và chọn đối tượng khác. Được chưa? Nhưng nếu mà dùng một cách chuyên nghiệp hơn, các bạn có thể dùng phím tắt, đó là Ctrl B, là thoát cấp độ con edit poly. Được chưa? Mình thì mình hay dùng phím tắt vì là Ctrl B này nó không chỉ là thoát cấp độ con của edit poly đâu, mà nó còn thoát nhiều lệnh nữa. Cho nên chúng ta hãy dùng cái phím này nhé. Ví dụ này, mình ấn Ctrl B, đó, nó thoát này. Bây giờ các bạn chọn được đối tượng khác rồi, làm việc nghe chưa? Đấy là một số những cái giới thiệu cơ bản đầu tiên về edit poly. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần chính là các cấp độ con bên trong của edit poly.